Xin chào anh chị, bạn đã đến với kênh YouTube của Tường Đoàn TV. Rất vui được gặp lại anh chị và bạn trong nội dung video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì trong chuỗi video chia sẻ về thông tin quy hoạch của các địa phương trên toàn quốc, vừa rồi mình có nhận được thông tin bình luận của bạn Yến Ngô Vlog. Bạn có nhờ chia sẻ là đường mới từ Âu Tạo Rạch Chanh, đường Vạch Trúc cũ về bến đò Vàm Thủ có quy hoạch hay không. Thì ngày hôm nay mình xin làm video này và gửi đến bạn. Nếu mà bạn Yến Ngô Vlog và anh chị và các bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích thì nhấn nút like, nhấn nút đăng ký và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình thông tin quy hoạch nhé. Anh chị và bạn có quan tâm đến thông tin quy hoạch của địa phương nào, xin hãy để thông tin dưới phần bình luận. Mình sẽ sắp xếp để chia sẻ đến anh chị và bạn trong thời gian sớm nhất. Thì đây như chúng ta cũng đã thấy, đây là khu vực của bến đò Vàm Thủ bắc qua sông Vàm Qua Tây. Một bên á là Vàm Thủ bờ Bình An và một bên á là Vàm Thủ bờ Mỹ Phú. Đây là khu vực Âu Tàu Rạch Chanh mà bạn Yến Ngô Vlog bạn hỏi. Thì bạn hỏi là đường mới từ Âu Tàu Rạch Chanh về bến đò Mỹ Phú có quy hoạch hay không. Đây. Đây là khu vực của Âu Tàu Rạch Chanh, sẽ đi ven thông ven theo sông Vàm Qua Tây. Để đi đến bến đò Vàm Thủ. Thì theo mình thấy là con đường này là hiện tại trong tương lai vẫn là như cũ đó bạn Yến Ngô. Tuy nhiên nếu mà đi bằng con đường khác là từ Âu Tàu Rạch Chanh, chúng ta sẽ đi theo đường để mà đi đến đường 866. Đường 62. Từ Âu Tàu Rạch Chanh chúng ta sẽ đi theo đường 62 đến đường L28. Thì con đường này định hướng trong tương lai giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2030 sẽ được nâng cấp từ ngã tư Phú Mỹ, ngã tư Mỹ Phú. Để đi đến khu vực gần bến đò Vàm Thủ. Và tại đây là sẽ được xây cầu mới để bắc ngang là bưu điện văn hóa xã Bình An. Đây, chúng ta có thể thấy đây là khu vực cầu mới sẽ được xây dựng. Song song đó, khi mà nâng cấp qua cái tuyến đường HL28 giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2030 thì sẽ quy hoạch là khu dân cư dọc theo đó rất là lớn. Chúng ta có thể thấy
Dân cư được mở rộng về phía bên phải nha anh chị các bạn. Thì mình cũng xin tóm tắt nhanh từ Âu Tàu Rạch Chanh về bến đò Dàm Thủ sẽ có hai con đường. Con đường hiện tại là con đường dọc theo sông Dàm Cỏ Tây thì vẫn hiện hữu. Con đường thứ hai là đi theo đường 62 lên đường H là 28, thì cái con đường từ ngã tư Phú Mỹ đến đến ra sông Dàm Cỏ Tây sẽ được nâng cấp giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, và dân cư sẽ được định hướng phát triển dọc bên phải của con đường. Ở đây chúng ta có thể thấy thì ở trên đây mình vừa chia sẻ về thông tin quy hoạch của quyền thủ thừa. Con đường từ Âu Tàu Rạch Chanh đến bến đò Dàm Thủ. Thì nếu mà anh chị và bạn cảm thấy nội dung video hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký, và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình dự hoạch nhé. Anh chị và bạn có quan tâm đến thông tin hoạch của địa phương nào, xin hãy để thông tin dưới phần bình luận. Mình sẽ sắp xếp để chia sẻ đến anh chị và bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và bạn.